một đoạn đường đẹp đi vô trung tâm con rẫy. Khúc này rất là đẹp, ngắn thôi. Từ công tâm đi lên, hướng cao lên, tăng đẹp. Ở như khúc này là khúc intro nè, giới thiệu nè, giới thiệu cái cung đường tăng đẹp. Hết cái đoạn này bắt đầu qua, vô tới trung tâm con rẫy, vô tới huyện con rẫy xong bắt đầu là một khúc có nhà cửa chợ rồi bắt đầu là chạy lên, là hầu như con đường nó như vậy không, nó giống giống vậy nè. Bên núi, bên suối rất là đẹp. Mình gọi nó là con đường intro đây, cái con đường giới thiệu lên con Cà Long, lên Măng Đen. Đường đẹp, có nhiều khúc cua nguy hiểm. Nhưng mà không có dốc. Khúc Măng Đen đấy, có dốc. Người mà người đô thị hoặc người đồng bằng á, mà lên thấy mấy con đường này là ghen lên. Cái chỗ này bạn nào mới đi thì đi cẩn thận với bạn, phút canh nhìn đường lạ không nên đi nhanh. Những đường ở Tây Nguyên nè, những đường ở thuộc về quốc lộ ngon không làm đã luôn, không phải như không giống như đường ở miền Tây thì bên Tây Nam Bộ họ không đầu tư rất phi lý. Rồi bắt đầu hết cung đường rồi đó, giờ bạn thấy là nhà nhà cửa rồi đó. Hee hee.